Sáng nay, bị cáo Đinh La Thăng được áp tải đến tòa với còng số 8 trên tay. Phiên tòa hôm nay diễn ra theo quy định mới, không có vành móng ngựa. Chỗ trước đây đặt vành móng ngựa được kê trước bàn để biển bị cáo. Xuất hiện tại phiên tòa, bị cáo Đinh La Thăng mặc áo khoác xanh, tóc cắt ngắn, gương mặt thoáng mệt mỏi và luôn có hai cảnh sát đi kèm. Khi được tòa gọi lên kiểm tra thông tin căn cước, ông Thăng trả lời rõ ràng, tự tin. Buổi chiều sau khi Viện Kiểm sát công bố xong cáo trạng, hội đồng xét xử đã bước vào phần xét hỏi và cho tách riêng bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Ông Đinh La Thăng bị cáo buộc đã có nhiều sai phạm trong chỉ định thầu cho PVC, ký hợp đồng tạm ứng sai hàng ngàn tỷ đồng cho PVC khi thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố ông Thăng tội cố ý làm trái theo khoản 3, điều 165 Bộ Luật Hình sự, với khung hình phạt quy định từ 10 đến 20 năm tù. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 21 tháng 1. Thank you.